Chào cả nhà. Hôm nay mình nói về những đứa con bất hiếu của mẹ nấm Ba Que. Ba Que đã chót tôn nó là mẹ thì bây giờ bảo sao các con phải cố mà nghe thôi. Nó bảo là nó chửi con bé nấm này là con vô ơn. Tại vì chúng nó đấu tranh rồi nó cho Mỹ nó cho vào. Xong rồi bây giờ lại vô ơn chống lại đất Mỹ. Ủa, nó ở Việt Nam nó vì cái gì? Nó vì tự do thôi mà. Chúng mày làm cho nó sang bên Mỹ. Chúng mày tâng nó lên làm mẹ. Xong rồi chúng mày có biết là cái lũ mà chống cộng nó được lợi bao nhiêu không? Nó lợi dụng vào cái con nấm này nó được bao nhiêu tiền không? Không biết là chúng nó nói là con nấm này sang bên Mỹ được cái giải thưởng gì đấy, được 50.000 phải không? Liệu con nấm này có được dùng không? Hay là vào tay cái lũ đó? Tại sao cái con nấm này nó đứng lên nó đấu tranh? Phải do cái bàn tay của chúng mày dựng nó lên, tâng nó làm mẹ, quyên góp vào, mang nó sang đấy. Bây giờ kêu cái gì? Chúng mày mới là cái lũ vô ơn. Đó. Thực sự nó vẫn đấu tranh mà. Nó vẫn đấu tranh sự thật mà. Nó nói lên sự thật. Tại sao chúng mày lại chửi nó? Có đúng là sự thật không? Hả? Tổng thống Trump có phải là bác sĩ không? Không. Ông ấy nó ông ta nói là dùng hai cái loại thuốc đó để chữa cho cái bệnh COVID này. Nhưng mà cái người mà phỏng vấn chính mình xem, cái người mà phóng viên phỏng vấn người ta hỏi là tại sao ông lại nói lên cái thuốc đấy, là ông kêu gọi mọi người là đi mua cái thuốc đấy để uống. Ông nói tao feel good, tao cảm thấy tốt. Không lẽ ông ấy bị bệnh rồi ông chữa bằng cái thuốc đấy ông khỏi? Ông đâu phải bác sĩ đâu hả? Mà ông nói ông tại sao khi mà ông nói ông không để cho một người bác sĩ đứng lên nói là dùng cái đó, mà cái đó đâu có phải tuyên truyền như thế, cái đó đâu có phải quảng cáo như thế, cái đấy là quảng cáo rồi còn gì nữa. Nó nói đúng rồi, có phải thực sự bây giờ là bệnh viện của Mỹ đang thiếu khẩu trang mới thiếu giường thiếu máy thở không? Rõ ràng nó nói đúng mà. Nó đấu tranh ở Việt Nam, nó đấu tranh vì cái gì? Nó đòi tự do mà. Sang đấy chúng mày lại cấm nó nói, chúng mày tôn nó lên làm mẹ, chúng mày nói chửi Việt Nam là bắt bớ những người cái gì nhỉ? Có tiếng nói đối lập. Vậy bây giờ chúng nó nói con nó nói có tiếng nói đối lập của nó với chúng mày lại chửi nó là làm sao? Lại nói nó vô ơn. Nó đâu có ơn nghĩa gì với chúng mày đâu. Chúng mày lợi dụng nó để quyên góp, đưa nó sang bên đấy. Liệu cái 50.000 ví dụ như có được vào tay nó không? Nó mà có 50.000 thật sự thì nó sẽ không được ăn trợ cấp. Thì bây giờ nó ăn hết bà nó rồi, mấy tháng hơn 1 năm rồi. Tại sao chúng mày không tìm hiểu nó hiện nay nó làm cái nghề gì? Tại sao? Bây giờ ấy bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Có ai biết không? Bây giờ nó cảm nhận được cái sự tự do chưa? Tại vì nó nói nên những cái nó muốn nói. Nó cứ nghĩ là cái bọn Ba Que là sống trong cái thế giới tự do. Bây giờ nó ở Việt Nam nó nghĩ là nó làm những cái chuyện đó bị chèn ép rồi. Nó không có tự do. Thì nó sang Mỹ nó tưởng là chúng mày tự do. Thì nó nói lên cái ý kiến của nó. Chúng mày vẫn thường nói là ô bên tự do sướng lắm, tự do ngôn luận, chửi tổng thống không sao. Tại sao bây giờ nó nói tổng thống chúng mày lại phóng lên chúng mày chửi nó làm sao? Có phải là bất hiếu không, như những đứa con bất hiếu? Nó đâu có hề có chúng mày đâu có hề có ơn với nó đâu. Cho dù đất Mỹ có ơn đi chăng nữa, là ơn là những cái thằng cầm tiền á, những cái thằng quyên góp đó nó mới có ơn, hiểu chưa? Không có chúng mày làm sao có mẹ nấm được.
À, chúng mày tôn thờ nó thành mẹ mà. Bây giờ chúng mày lại bất hiếu thế. Luôn luôn cho mình là tự do, cho mình là nhân quyền, cho mình là học cao hiểu rộng mà phải đi nhờ hậu duệ của cộng sản sang để đấu tranh. Mẹ tiên sư chúng mày bảo lãnh cho nó sang Mỹ để đấu tranh làm gì? Tại sao chúng mày không bảo đó, mày cứ ở Việt Nam mày đấu tranh, mày cứ đi tù đi, con cái chúng mày của mày tao nuôi. À, tao chúng tao ở bên này quyên góp nuôi, mày cứ đấu tranh đi, mày cứ đi tù đi. À, đấu tranh đến hơi thở cuối cùng, thế nào gọi là đấu tranh? Đấu tranh mà lại nó đi sang Mỹ bốn người không mất một đồng xu nào, được một đám con cưng đón như đúng là đón mẹ nó, còn còn ghê gớm hơn cả mẹ nó. Chính mẹ đẻ ra những cái đứa ba que mà sang bên bên Mỹ mà được bảo lãnh sang Mỹ có được đón tiếp như con nấm không về con vừa đâu. Nó rất là khôn, nó có học thức á, nó thông minh á, nhưng mà thông minh cho cái bản thân nó toại nguyện được cái mong muốn của nó không mất đồng xu nào, trong khi chúng mày muốn bảo lãnh á, chúng mày á đi lên đi xuống bảo lãnh cho gia đình chính chúng mày, đi lên đi xuống rồi á, tiền nọ tiền kia, trong khi nó bốn người bốn mẹ con nó sang không mất đồng xu mẹ nào, được tiếp đón như tổng thống. Chúng mày thấy cái ngu của chúng mày chưa? Hả? Đấu tranh cái gì? Tại sao chúng mày không về Việt Nam ấy mà đấu tranh? Hả? Ngồi hát mát hát yêu Tổ quốc xong mới bắt đầu bây giờ bảo lãnh cho tâng nó lên làm mẹ. Xong bây giờ nó nói lên cái ý kiến của nó thì lại quay ra chửi nó là vô ơn. Nó có ơn với chúng mày chỗ nào? Hả? Chúng mày lợi dụng nó, kêu nó đấu tranh, kêu nó đi tù, kêu nó thế này thế kia để cho chúng mày ở bên này hô hào quyên góp. Đến khi nó sang đến Mỹ rồi, trời ơi, vầy vò nó, tan nát cõi đời ra, đúng không? Ở chỗ này ca nhạc quyên góp, chỗ kia biểu diễn, chỗ này nó talk show. Hả? Vầy vò con bé, con mẹ, tan nát cõi đời. Hả? Không còn tí nước nào, nhìn khô không khóc rồi. Xong rồi bây giờ chúng mày quay ra, chúng mày không lợi dụng được nó nữa, bắt đầu chúng mày quay ra chúng mày chửi nó. Sao bảo bên đó là tự do, chửi tổng thống cũng không cũng được, còn mang tổng thống ra đấm nữa mà, đúng không? Chào tất cả các bạn nhá, đúng không? Có ai có ý kiến gì không? Nói đi để cho nó rôm rôm rả. Sao bầu bên Mỹ tự do ngôn luận, muốn nói gì thì nói. Ừ đấy, nói nó chứ, muốn nói cái gì thì nói, chửi tổng thống cũng được. Bây giờ nó sang nó chửi đấy, sao không được à? Hả? Nói cho lũ ba que biết à, riêng cái học thức của nó cái tiếng Anh của nó gấp vạn lần cái lũ chống cộng. Cho nên nó hiểu được cái luật, nó sang một cái là nó biết cái luật Mỹ nó như thế nào rồi. Tao đố chúng mày động được vào cái lông chân của nó đấy. Đó. Nó không ngu đâu, biết chưa? Nó phải biết nó ở đâu, nó đã phải đấu tranh, nó ở từ ở Việt Nam nó đi sang bên Mỹ rồi, nó không phải đơn giản đâu. Hiểu chưa? Nó làm được mẹ chúng mày thì đâu có đơn giản đâu. Làm được mẹ cả của một lũ từ già đến trẻ. Chúng mày thấy cái ngu của chúng mày chưa? Hả? Gửi tiền về nuôi cho nó. Xong rồi rước nó sang đấy, xong rồi gọi nó bằng mẹ, xong rồi hô hào lên ở ở sân bay á. Mẹ lắm, mẹ lắm. Ôi trời ơi, sao bây giờ lại chửi nó? Chửi cái gì? Chúng mày mới là lũ vô ơn. Chúng mày á, cái lỗ à, chúng mày á, lợi dụng nó, vắt cho nó không còn một cái gì nữa. Hả? Trong nó tàn tạ rồi, bây giờ không 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 làm gì được, không lợi dụng được nó, xong rồi quay ra chửi nó là vô ơn. Tại sao vậy? Nó vẫn cứ đấu tranh mà. Đúng, nó nói đúng mà, nó vẫn cứ đấu tranh mà cho nhân quyền của nó. Đúng không? Chính ra là nó đang đấu tranh cho chính bản thân chúng mày sống ở Mỹ đấy. Nó
những cái gì nó nói mình đâu có thấy nó nói sai đâu các bạn. Nó nói là sự thật mà, đúng là như vậy. Nhưng mà có cái là bây giờ nó mới hiểu được cái sự tự do của cái cộng đồng ở bên hải ngoại nó như thế nào. Chợ lịch trốn thì chào tất cả nhà nhé. Nó sinh năm 79, ít tuổi hơn chị em mình đấy. Vậy hả? Nó ít hơn Lisa nhiều. Hơn con của mình có mấy tuổi rồi. Con nấm nó nhìn thấy cái lũ chống cộng bằng mõm này không có tiền nên nó quay sang theo Việt Tân. Có tiền hơn mà Việt Tân thì nó theo phe dân chủ nên màn ra mắt của nó, của nấm với Việt Tân là chửi Trump. Chị nói đúng, nếu nó ngu thì nấm không làm mẹ được bọn bà que. Chính xác là như vậy. Nhưng mà bây giờ nó sang đó, đó là nó há miệng mắc quai rồi, hơn nữa nó phải là nói theo đơn đặt hàng. Chứ mình nghĩ nó không ngu đến cái mức độ mà nó không nhìn thấy cái sự phản kháng khi mà cái ông Nguyễn Ngọc Ngạn nên nói về về bố Trump của chúng nó đó, bố Trump trùm vải của chúng nó đấy, đã bị cái cộng đồng đấy nó phản kháng như thế nào. Thì mình không nghĩ là con nấm này nó ngu đến mức độ nó không hiểu được cái cộng đồng đó như thế nào. Nhưng mà theo mình nó, một là nó bị cái sự đàn áp của cái bọn mà là cho nó sang bên đấy, nó phải nói theo đơn đặt hàng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó dư sức để hiểu được cái luật Mỹ như thế nào, cho nên là không có đứa nào mà làm gì được nó cả, đúng không? Sự thật nó thích nói cái gì nó nói. Bây giờ nó sang bên đó nó đâu cần phải nói theo theo cái ý của cái bọn đấy đâu. Đấy. Bây giờ chửi nó cái gì nó nói đúng mà, nó đâu có nói sai đâu. Nó ở Việt Nam nó đã là một cái con chống lại cả một cái chính quyền Việt Nam rồi, thì nó sang bên đấy nó coi cái lũ ba que là cái gì, không bằng con của nó, đúng không? Lúc này ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa rồi. Ba que. Ba que là lũ bất hiếu, rõ ràng là như vậy. Rước mẹ sang đấy xong giờ lại chửi lại mẹ, lũ con bất hiếu. Không, sinh năm 79 rồi. Con gái nó đẹp gái thật, mà có tội nghiệp cho cái con đấy là Việt Nam rất là nhân đạo. Cái thứ nhất là biết cái mục đích của nó làm cái gì. Cái thứ hai, đối với bản thân của nó, giữ nó lại Việt Nam chả được cái gì, chỉ bị phá đám, thấy không? Cái thứ ba nữa là cho nó đi để nhân đạo cho hai đứa con của nó. Thật sự nó là một đứa có ăn có học, chứ không phải là một đứa vớ vẩn, thấy không? Cho nó đi là đúng. Việt Nam mình rất là nhân đạo và rất là hay. Tại vì người ta thừa hiểu cái đất nước Mỹ nó như thế nào rồi. Đấy, cho chúng mày sang bên đấy. Có đứa nào dám đi ra quay nói, những cái đứa mà sang bên đấy có dám nói lên cái cuộc sống sung sướng của mình hiện tại không? Hả? Có dám đưa cái mặt lên mà bây giờ tôi sướng lắm, tôi đi làm lương cao rồi này kia các thứ, nhà cửa tôi mua được. Có đứa nào dám làm những cái chuyện như vậy không? Không. Bố bảo. Tại vì nó sự thật nó không phải là sung sướng như vậy. Nam chồng mông chồng tỷ nên sung sướng gì? Ừ. Bước chân sang đấy thì làm gì cái cộng đồng nó còn nuôi cho nữa. Cái bản thân của chúng nó chưa nuôi nổi chúng nó. Bây giờ á, chờ chờ cái 1.000 đồng của Trump cho, đang há hốc mồm ra kia, tưởng là được 1.000 đến là sung sướng lắm mà. Ừ. Nó chỉ là kích hoạt cái kinh tế đấy lên, nó cho tiền vào để cho đỡ bị phá sản nhiều thôi, chứ ăn hết cái 1.000 đấy rồi thì tiếp tục làm cái gì, không công ăn việc làm đó.
Người Việt mình sang đấy hầu như toàn đi làm leo. Toàn đi làm mấy nghề đó thôi. Bây giờ tất cả phải đóng hết cửa rồi. Đúng không? Nói chung là người Việt mình rất là tiết kiệm và chịu khó. Thực sự là như thế. Nhưng mà nhiều người có cái tính sĩ, thích ra vẻ ta đây. Cho nên là bây giờ nhân cái dịch này ấy, nó nộ ra nhiều cái điểm yếu của người Việt ở hải ngoại ấy. Đó, nhất là cái bọn chống cộng. Viên tiếng Anh nếu biết sống ở Việt Nam thì đâu phải nhục nhã như thế đó. Tự do như thế nào gọi là tự do hả? Bây giờ có đứa nào rồi mà trả lời được ở bên như thế nào là tự do? Việt Nam quá tự do rồi, có thừa tự do rồi, mình nói thật đấy. Kể cả về làm ăn buôn bán các thứ, kể cả về con người. Nó nói Việt Nam không có tự do mà hết đứa này đứa kia ấy, chống lại chính quyền nên chửi chính quyền như H2. Đâu có ai bắt nó đâu. Chửi mệt nghỉ đi. Đến mức độ còn thả cả cái con gì nhỉ? Đi sang Úc này này. Xong rồi nó đứng nó chửi rồi nó ra cả lăng Bác, nó lăng mạ, người ta đâu có thèm bắt nó đâu. Cho nó đi sang Úc. Cho mày đi tuyên truyền đấy. Tuyên truyền đi. Cái đấy là một cái rất là sự thật. Trong khi nó ở Việt Nam nó chửi Việt Nam, nó chửi chính quyền như gì á, mà chúng nó đi chúng nó tuyên truyền là Việt Nam không được chửi lại chính quyền, chửi là bị bắt. Bị bắt mà người ta cấp cấp giấy cho đi sang Úc. Đó. Ở đây á cứ ăn trợ cấp mà tháng nào cũng đi du lịch xem là nó có sờ tới không. Nấm hết tác dụng, bị ba que bỏ rơi, nấm nó vắt cho khô không còn giọt nước nào rồi. Bây giờ nấm mà không cẩn thận á, rồi những cái đứa con của nấm lại khổ nữa. Tốt hơn hết là nấm hãy dọn đi sang một tiểu bang khác mà không có người Việt Nam ở đó, mà sống cho nó yên thân. Chứ đừng sống ở cái chỗ cái lũ lũ cộng đồng đó nữa. Đó, rồi mà khổ cái đời, một thân một mình. Cái bà mẹ của nó già rồi, sống được bao nhiêu năm nữa. Đó. Bây giờ nó may mắn nó sang bên đấy nó có bà mẹ già trông con cho nó đi làm. Đó. Đi làm đâu có đơn giản đâu. Đàn bà ở đây á, làm rất là vất vả, cực khổ. Kiếm được đồng tiền thì á, cứ cho là cái lương của có thể nó được cái lương trợ cấp cho bà già mấy đứa trẻ. Còn đi làm hộc xì dầu ra để mà đóng tiền nhà. Ví dụ nó được 50.000 của cái nó mà được cầm trong tay thì nó sẽ không được cái tiền của chính phủ. Nên nhớ như thế. Hồng Thái Hoàng chị yêu ơi. Ừ đúng rồi, đấy có cái con đấy đấy. Đấy, cái con đấy là cái thực chất để cho mọi người ở hải ngoại nhìn thấy rõ ràng là có thật sự là Việt Nam mà khi mà chống chính quyền rồi chửi chính quyền bị bắt không? Mà trong khi chúng nó chỉ làm ra như thế để giải trí cho cái bọn ở bên này thôi. Đúng không? Tại vì cái bọn bên này nó sợ cộng sản từ thời xưa, nó bị tuyên truyền nó sợ cộng sản, nào là cộng sản ác rồi này kia các thứ, thì nó cứ nghĩ cộng sản là như thế, cho nên là nó sợ vãi linh hồn nó ra. Bây giờ có người hộ nó chửi thì nó sướng, thì cái bọn ở bên này á, nó mới quyên góp được nhiều tiền đó. Đó là cái mục đích của chúng là nấm nấm đấy, là nấm nấm độc vậy. Ơi nói chung là cũng khổ. Nhưng thật sự ra là nó giỏi ấy, nó không ngu đâu. Nó giỏi mà, từ xưa mình vẫn nói nó giỏi mà. Nó không giỏi làm sao mà nó đi được sang sang Mỹ với bốn cái vé không mất một xu nào lại còn được tặng thêm tiền nữa. Thì cái tặng ấy là bọn ba que nó nói thôi, còn mình thì mình không biết. Mình nghĩ nó không đơn giản như vậy đâu. Hiểu không? Rồi nói là ôi giời ơi chống vì vì đất nước vì đồng bào thế này kia, chống cái gì á, tại sao không ở trong nước đi
ở trong nước mà chống đó, ở trong nước rồi chống lại chính quyền đi, rồi bọn bạc que nó gửi tiền về cho, tại sao phải sang Mỹ làm gì? Nhìn thấy Việt Cộng không, người ta tù tội rồi, người ta bị cùm, bị đọa đầy đủ thứ mà người ta phải chui xuống hầm đúng không? Khi mà chui vào trong rừng ấy thì bị nó giải chất độc da cam xuống để cho cái rừng ấy nó chết hết đi đó. Cây lá nó không che được bộ đội, bắt đầu người người cộng sản người ta tạo hầm, người ta chui xuống đất đấy. Thấy đấy mới là thực sự là những con người vì đất nước. Cho nên mình xem những cái lịch sử, tại vì nhiều người không để ý đến những cái lịch sử Việt Nam. Khi mà mình ở Việt Nam thì mình rất là vô tư, mình không bao giờ nghĩ đến chính trị. Nhưng mà sang đây rồi ấy thì rất là thích tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam, thì khi mà mình càng xem mình càng càng cảm thấy khâm phục cái con người Việt Nam. Đúng không? Rõ ràng chưa? Khi mà chui mình làm sao mình đủ súng đạn để mình đủ sức mạnh để đương đầu bắn tay đôi với chúng nó, thì mình phải có mưu có trí. Ăn thì như lời chúng nó nói là bảy người bộ đội, bảy bộ đội, bảy bảy gì Việt Cộng đu một cành đu đủ không gãy, ý chúng nó nói là gầy gò đấy, ốm đói, vậy mà người ta đánh cho chúng nó tụt quần, chúng nó chạy. Giết chết hết cây, phá hết cả rừng để không che được bộ đội, thì người ta đào hầm người ta chui xuống đất. Cái đấy là quá là anh hùng, là mưu trí rồi, mà người ta sống trong lòng, trong ở dưới đất hàng bao nhiêu chục năm đó. Cái đấy mới gọi là đấu tranh. Còn cái đấu tranh như cái loại chúng mày ấy, chỉ vì đấu tranh cái chữ S thôi. Cù Huy Hà Vũ còn đang phải ngậm ngùi ăn bám vợ hàng ngày đi làm thuê. Sang đấy bây giờ nó mới ngồi đấy, nó mới đau khổ. Về Việt Nam thì không về được, về cũng được, chui vào tù mà ngồi. Con cháu thì không được gặp. Bây giờ coi nghe nó nói là bây giờ con nó có cháu, nó làm bà rồi, nó không được gặp cháu. Khổ chưa? Vì cái miếng ăn, vì cái miếng ăn mà chúng nó sống một cái cuộc sống như thế, có sung sướng không? Hả? Rồi sau này á, càng già mới càng thấm, nên nhớ không như vậy, càng già mới càng thấm, lúc đấy mới càng đau. Bây giờ vẫn chưa đâu, bây giờ vẫn còn khỏe, vẫn còn đi làm, vẫn còn tự nuôi mình được, sau này già rồi lúc đó mới là lúc khổ cơ, hiểu không? Lúc đó mới thấm thía cái cuộc đời. Còn á, cái con bé Nấm này á, mà không biết thân biết phận á, dọn đi một cái nơi khác, mà dọn đi thì kiếm ăn sao, không gần cái khu đấy. Nhưng mà con này nó biết tiếng Anh, nó biết tiếng Anh thì ok, có thể nó xin vào được một cái gì, một cái hãng xưởng gì đó của Tây á, nó làm thì á, sống xa cái bọn cộng đồng đó ra, biết thân biết phận thì đi ra khỏi cái chỗ cộng đồng mới đi, không cứ nhìn gương năm ông nhà báo đi thì biết. Cù thì ngu thì chết đó. Con Nấm này tưởng là đi sang đấy rồi làm mẹ của chúng nó thật, ai ngờ đâu đến bây giờ mới trắng mắt ra. Thấy chưa, thấy cái sự tự do của chúng nó chưa? Chúng nó yêu thằng Trump là phải yêu theo, chúng nó ghét ai là phải ghét theo, chúng nó yêu ai là phải yêu theo, như thế thì mới được, chứ không được chống lại chúng nó. Ở Việt Nam chống thì chúng nó nói là Việt Nam dã man, cộng sản dã man, bắt bỏ tù những cái tù nhân lương tâm, có cái gì, có tiếng nói đối lập với chính quyền là bị bắt, là bỏ tù. Nếu mà cái đất Mỹ là của chúng nó không phải bỏ tù đâu, nó cầm súng nó chĩa thẳng vào Thái Dương, nó bắn bom một phát như nó cái thời 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 chiến tranh Việt Nam, cái thằng nào ấy, cái thằng nào mà bắn cái người Việt Cộng á, nó bắn giữa đường ấy, nó không cần xử.
Đề nghị bà con hải ngoại không vận động để đuổi nấm về nước vì nó đã nắm hết bí mật của bà con và nước Mỹ vĩ đại. Thì đúng rồi, bây giờ nó nói là sự thật. Mà nó nói thẳng ra là nó nói theo ý nó đấy, chứ nó không nói về về cái ý của bọn đám đông. Làm gì được nó? Đó. Chúng mày làm gì được nó? Nó đã làm mẹ rồi. Đó. Nó bước chân được sang Mỹ nó không phải là dạng vừa. Đó. Nó sang đấy nó phải hiểu được luật pháp chứ. Nó thừa hiểu á cái bọn cộng đồng sẽ chống đối nó như thế nào khi mà Nguyễn Ngọc Ngạn rồi. Nói chung là cái con này nó không phải dạng vừa. Cho nên là nó nhìn nó biết ngay cái bọn cộng đồng như thế nào rồi. Nhưng mà nó không ngờ đến mức độ như vậy thôi, nó cứ tưởng tự do. Nhưng nó nói sự tự do của nó, tại sao chúng mày ngăn cản nó? Nó vô ơn cái gì? Nó chả có vô ơn gì, chẳng qua là thuận mua vừa bán thôi, hiểu không? Nó làm những cái việc chúng mày muốn nó làm ở Việt Nam, bây giờ nó làm hoàn thành rồi. Chúng mày mang nó đi. Chúng mày mang nó đi chẳng qua cũng là một cái quảng cáo để chúng mày làm những đứa khác trở thành như nó. Bây giờ chúng mày chửi cái gì nó? Chúng mày mới là lũ vô ơn. Tại vì nó đã làm những cái gì cho chúng mày toại nguyện. Đúng không? Chúng mày hãnh diện về, ôi trời ơi, người dân Việt Nam đứng lên đấu tranh rồi nó làm cho chúng mày sung sướng, chúng mày còn muốn gì nữa? À, bây giờ chúng mày chửi nó cái gì? Chúng mày mới là lũ vô ơn. Hiểu chưa? Nó không làm như thế thì chúng mày liệu liệu chúng mày có đứng lên chúng mày bảo lãnh cho nó qua bên đấy, chúng mày có đấu tranh, chúng mày có quyên góp để cho nó qua bên đấy không? Nó làm cho chúng mày toại nguyện trước rồi, chúng mày sung sướng, chúng mày hô hào đi ra mẹ lắm ở sân bay. Mọi người lên mà xem, lên trên YouTube tìm con này, nó sống 2 3 năm 4 năm gì đấy nó sẽ thi vào quốc tịch rồi, lúc đấy nó mới cho bọn đấy chết nữa. À. Hy vọng là ba que làm cách nào để không cho nó vào được, nhập được quốc tịch ấy. Nó mà nhập quốc tịch rồi thì chúng mày còn bỏ mẹ với nó nữa, biết chưa? Nó chỉ thẳng vào mắt cái lũ ba que nó chửi. Bây giờ nó vẫn còn hạn chế đấy, tại vì nó chưa phải là công dân Mỹ. Khi nhìn cái mặt nó cái loại rất là bướng, nó ngang, cho nên là nó không phải loại vừa đâu. Bọn này liệu chừng bây giờ là tập 3 đúng không? Tập 1 á là nấm được lũ con ba que xỏ lá đón cho nó sang là tập 1. Tập 2 là nó nói là đừng có chống cộng sản nữa, vì làm gì có súng có đạn gì mà chống, thì nó nói đúng, nó nói là đúng. Bây giờ là tập 3, giờ là nó đấu tranh cho đất nước Mỹ, nó đang đấu tranh cho chúng mày đấy, hiểu chưa? Bây giờ nó sang Mỹ nó ở mà, bây giờ những cái gì không đúng ở trên nước Mỹ nó nói ra thì chúng mày lại chửi nó. Chúng mày có thấy có đứa nào ba que xỏ lá, có thấy đứa nào mà đứng lên để chống lại đất Mỹ cho chúng mày không? Nó chính nó chống lại, nó giúp cho chúng mày đó, nó nói lên những cái không không tốt để nó giúp cho chúng mày đấy. Mà từ xưa chúng mày đâu có làm được những cái chuyện đấy đâu, chúng mày chỉ đi theo cái thằng nào nó mạnh á, cái bên phía nào mà đông người á là chúng nó đi theo, chúng nó hỏi hết, đâu có bao giờ dám tự nó đấu tranh nhân quyền cho chúng nó đâu. Bị đánh bợt mặt ra rồi đủ các thứ, đâu dám nói hé răng nói nửa lời đâu. Tất cả là do chúng nó dựng lên hết. Mọi người có thấy hình ảnh mà chung đi ra bắt tay cái con nấm này không? Nhưng mà chúng hùa nhau, ôi trời ơi, nấm đi gặp tổng thống rồi này kia các thứ. Đâu có nhìn thấy mẹ gì đâu, toàn cái mồm chúng nó nói này. Sáng nay mình nghe cái tin cái thằng ấy nó dịch, nó có đứa nó ẩn bảo chứ. Cái gì Tập Cận Bình đi ra cái thành phố Vũ Hán là giả,
rồi cái gì Kim Jong Un à, cũng là giả, rồi đến 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 cả Hồ Chí Minh nó cũng nói là giả, cái gì nó cũng là giả, cái gì cũng là chúng nó tự dựng lên, chúng nó nói ba que mà, gì gọi là ba que xỏ lá, cái gì nó cũng nói được, nó rảnh rỗi nó nói được, nhưng mà người cái ta nói thì lại không được ô. Đấy, thế mới tài á, tự do nhân quyền của chúng nó, tự do ngôn luận nhân quyền của chúng nó là như thế, chúng nó nói được, người khác không được nói, người khác nói là bưng bô, còn chúng nó nói thì không phải bưng bô, chỉ là rửa bô thôi. Cho nên là cái lời cuối cùng mình nói á, là cái vô ơn là cái lũ con của nấm, hiểu không? Nấm đã làm đúng cái nhiệm vụ của nấm khi mà ở Việt Nam là đấu tranh để vào tù, để cho chúng nó ở bên này, chúng nó có cái bọn mà lều báo thì nó có cái để nó đưa tin, cái có bọn chống cộng thì nó có cái để nó hò hét, hiểu không? Còn cái bọn mà được quyên góp tiền thì nó có tiền nó đút túi, nó làm cho bao nhiêu người có lợi rồi, bây giờ chửi nó cái gì hả? Đất nước tự do nhân quyền nhân chủ, tự do nói thì nó nói cái cả, chứ nó đâu có vô ơn với chúng mày đâu, nó không làm những cái chuyện như thế thì chúng mày đâu có cho nó sang Mỹ làm gì, chúng mày đâu có quyên góp, đâu có kêu gào để nó sang Mỹ đâu, tự nhiên đâu có được như vậy. Cái câu cuối cùng mình dành cho nấm là nấm muốn sống yên thân thì đi tiểu bang khác, đưa con cái đi tiểu bang khác, để cho như mấy tội nghiệp cho hai cái đứa trẻ nó lớn lên nó sống trong cái cảnh nó bình yên một tí, chứ không mày mà sống ở cái khu đấy chúng mày chết cha, chúng chết cha mày, hiểu chưa? Đi ra cái chỗ khác mà không có cái cộng đồng, cái băng đảng cộng đồng đó để mà sống cho nó yên thân, hiểu không? Đó. Mình cũng không muốn là cái nhân đạo của Việt Nam á, cho con nó sang đấy ăn học tử tế đàng hoàng để cho cuộc đời nó đỡ khổ, thì lại bị cái bọn đấy nó hại.